thanh lý điện thoại giá chỉ từ 2 triệu thôi mọi người. Và hôm nay bên em sẽ về cho người nè iPhone 12 thường nha, hàng rất là đẹp luôn mà giá cũng cực kỳ là tốt. Mọi người xem thử màn hình của em nói nha, đó 12 thường hôm nay bên em về được rất là nhiều màu. Đây, quay cận cảnh cho người xem, ok chưa? Đó, 12 thường 64GB, con này góp được trước giùm em 200.000 thôi là mọi người hãy lấy máy và xài. Hôm nay cũng về được một số dòng máy và giảm giá con 12 Pro Max này. 12 Pro Max này con giảm giá là khoảng 500.000 đi cho mọi người săn. Đó, 12 Pro Max này giảm giá 500.000 cho mọi người săn này. Đây, em còn bán cho mọi người là 10.200.000 thôi. 12 Pro Max này góp cũng được trước giùm em 200 thôi. 10.200. Đó, 10.200. Ok chưa? Máy đầy đủ chức năng không lỗi gì hết nha. 12 Pro Max 10.200.000. Đây, màu trắng. Hôm nay cũng vừa được iPhone 14 thường 128GB, 15 LED nè. Nó thêm một Ultra S21+, 21+ về được mấy con máy đẹp quá mọi người ơi, thật sự. Đây cho quay kỹ cho mọi người xem nha. S21+. Đó. Mọi người không? Quá đẹp luôn. 5.950, góp cũng được trước giùm em 200.000 thôi. Có 5.950 à. S21+ á. Con này thì không có gì để bàn nữa thật sự. Không có gì để bàn nữa. Trong tầm giá mà dưới 6 triệu con này mua giùm em, thật sự nha. Hai sim. Đó. Pin là 4800 lận, pin rất là ok luôn. Con này bữa giờ bán khá là chạy. RAM là tận 8GB, bộ nhớ là 128GB. Màn hình tần số quét 120Hz nữa. Còn về camera là không có gì để bàn. Góp cũng được trước giùm em 200.000 thôi. Còn được có 2-3 con hết hàng. Không, em zoom qua bên này nè. Đó. Quá đã mọi người, thật sự quá đẹp. Camera selfie đây. Con này thì có 5950 à. Nó 5950, S21+. Mọi người không? 21+ nè. Đó, 21+ à. 5950 đó mọi người. Rồi này của ai đó. Rồi. 22 Ultra có luôn. Rồi để em xíu nha mọi người. Trước khi mà lên live thì em giảm giá con 12 Pro Max trước. Này, trước khi mà lên live giảm giá con 12 Pro Max trước mọi người ơi. 12 Pro Max em lên giảm giá nha. Con này góp được trước giùm em 200 thôi. Máy zin cũng có, hôm nay có 12 ga 12 512GB. Và 128GB, 256GB có đủ nha. 12 Pro Max con này là hàng thanh lý nha mọi người. 12 Pro Max này hàng thanh lý nha. Để xíu. 12 Pro Max này hàng thanh lý 128GB quốc tế mọi người. Pin đây. Pin đây, pin 86%, giá bán là 10.200.000. Đó, ngoại hình của nó nè mọi người. Mọi người xem thử ngoại hình nha. Đó. Đây. Đó. 10.200.000. Mọi người không? 10.200. Tình trạng con này là đầy đủ chức năng không lỗi gì hết nha. Đây là sẽ là camera selfie, anh nắm nhầm, là sẽ là Face ID nè. Test thử sơ cho người xem. Là Face ID nè. Face ID ok chưa? Một phát là ngay. Tiếp tục sẽ là bộ nhớ 128GB, phim bản quốc tế, đây là máy mã Mỹ nha. Không dàn sim. Còn về camera F1, góc rộng F2.5 và là sẽ là camera selfie. Con này tình trạng full chức năng, màn hình zin, sáng đẹp, không mám, không đốm, không lưu ảnh. Nhưng mà con màn hình này đã ép kính rồi nha. Con sao bao vậy? 10.200.000. Men zin, màn hình zin ép kính, vỏ zin, còn lại đầy đủ chức năng, bao test mọi người 7 ngày, 10.200.000. Ok nha. 10.200. Đó. Này. 10.200 góp cũng được trước giùm em 200 thôi. 14 Pro Max, không? Con này đang xài 16 Pro Max mọi người. 16 Pro Max. Em lên cái siêu phẩm ở đây mới về, máy đẹp quá, không có thể nào mà không quảng cáo cho mọi người được. 12 thường 128GB, về được 4 em 4 màu. Mọi người không? 12 thường 128GB nè. Về được 4 em 4 màu. Đó. 4 em 4 màu luôn. Đây, góp con này cũng được trước giùm em 200 thôi. 4 em 4 màu nha. Đó, 12 thường đó, 64GB nè. Bữa giờ mọi người tìm. Lấy con quay cho mọi người xem. Đây, lấy con màu tím đây. 12 thường màu tím nè. Đây. 12 thường con này pin 90, pin zin. Nói chung là pin 85, 86, 87, 88, 89, 90 em bán đồng giá. Đồng giá hết rồi. 12, 64GB phiên bản quốc tế rồi. Pin zin là còn 90 nè. Đó, con này góp được trước cho em 200.000, còn giá mua hẳn á là 7.150. Đó, 7.150. Anh thắc bên em gọi đến 7 giờ tối nha. Tìm anh thắc. 7 giờ tối thôi, màu trắng nữa rồi. Màu trắng nè. Màu trắng con này là pin 86%.
Rồi xem thử cái ngoại hình của nó nha. Đó, 86%. Quá đã luôn. Thật sự là quá đã luôn. 86%. Không, máy cứ đẹp. 7.100 mua luôn. Còn xe tiếp tục sẽ là màu xanh. Màu xanh là pin pin 91 cũng là 7.150. Này nó phải ra xíu. Đó, pin 91 7.150. Cuối cùng sẽ là màu đỏ. Màu đỏ đây. Đầy đủ chức năng nha. Mấy con này góp được trước cho em 200 không mọi người. Đó, góp được trước cho em 200 64 đi quốc tế hết luôn. 7.150 hết nha. Đó, 7.150 mọi người. Đây. Rồi. Em lên tiếp cho mọi người là 12 rồi mắt máy zin. Em cũng vừa được vài em 512GB và 256GB. Đây mọi người xem nè. 12 Pro Max em sẽ lên cho người trước là 512GB đi, có được mấy con thôi. À 512GB chỉ đúng một em duy nhất thôi. Một em nhất 512GB màu vàng thôi. Đây. 12 Pro Max 512GB quốc tế. Pin sẽ là 100%. Đó. Giá bán sẽ là 14.350. 14.350 là 512GB. Góp được trước giùm em 500.000 thôi mọi người. 500.000 thôi nha. Ok chưa? Góp được trước giùm em 500.000. Còn ba em này sẽ là 256GB. Ba em này sẽ là 256GB. Màu đen, màu xanh và màu vàng là 256GB. Đó. Tất cả cũng là pin 100% luôn. Tất cả là pin 100% luôn. 256GB là 13.500.000. Đây, 256GB quốc tế. Đây. 256GB quốc tế mọi người. Đúng không? Đây, 256GB quốc tế nha. Pin 100%, pin 2 mới. Ok. Giá bán là 13.550.000. Đó. Góp thì đưa trước cho em 500, mấy con này góp được trước cho em 200.000 thôi. Dưới 4 triệu đưa 200 thôi. Đừng đưa nhiều. Dưới 4 triệu đưa cho em 200 thôi, đừng có đưa nhiều. 11 hường hả? Rồi, lên cho người một con S22 Ultra. Đây. S22 Ultra. Con này bản Việt Nam 2 SIM nhật lý nha. RAM 12 và bộ nhớ sẽ là 256GB. Màu đỏ. Đó, cái máy màu đỏ. Giá bán là 12.250.000. Góp cũng được chút cho em 200.000 thôi. 200.000 thôi. Còn đây là S21 Ultra. S21 Ultra. Em có phiên bản 128GB nè, cái này phiên bản 128GB nè. RAM là 12GB. 14 rồi bắt là 18.850 nha. Anh bắt ai biết gì đâu. Ai biết gì đâu á. RAM 12 128GB. Màn hình tần số quét 120Hz. 7.850. S21 Ultra. 21 Ultra. Còn là sẽ là phiên bản 256GB. Đây là phiên bản 256GB. Có dân tay trong màn. RAM 12 và 256GB. 2 SIM luôn. Đó. 8.250 là 256GB. Còn hàng line new như hộp con này nè. Như con này là máy hộp nè. Hàng line new máy hộp. Không, máy hộp. Hàng line new máy hộp. Đây. S21 Ultra hàng line new máy hộp. Giá bán là 9.3 nha. Bản 2 SIM, có bản Việt Nam luôn. RAM 12 128GB hàng line new. Không. Hàng line new nè. Đó. Quá đẹp mọi người. Đây là hàng line new nha. Hàng line new có hộp như vậy nè. 14 Pro Max 18.850 góp được trước giùm em 1 triệu thôi, 14 Pro Max. Ok. Em lên tiếp cho mọi người là iPhone 11 thường. 11 thường 64GB. 11 thường 64GB pin 100%, giá bán là 5.950. Đó, 5.950. 11 thường 64GB. Đây. Quốc tế 64GB nha. Pin 100%. Đó, mọi người không? Ủa con này pin 87 mà sao ghi pin 100? Con này để qua đi. Con đó nhân viên ghi nhầm mà. Đây, pin 100%. Giá bán sẽ là 5.950. Đó. Anh Huy Nguyễn ơi, chốt nhắn tin giùm em nha anh Huy Nguyễn ơi. Chốt nhắn tin giùm em nha. Còn 128GB cũng có luôn nha mọi người. 128GB pin 100% á, có màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng có đủ hết luôn. 128GB nè. 11 thường 128GB pin 100% là 6.950 pin 100% nha. 11 thường. Đó. Rồi.
14 Pro Max, anh chị em nào phải không? Đang hỏi phải không? Đây. 14 Pro Max. 14 Pro Max 128GB 18.850. 256GB là 19.850. Con này pin 100% luôn, phải không? Này, pin 100% luôn. Hấp pin bà đó rồi. 14 Pro Max. 19.850 nha. Góp được trước giùm em 1 triệu thôi. 1 triệu thôi. 14 Pro Max. 14 Pro Max hết. Rồi, em lên tiếp cho người mã khác. Note 20 Ultra. Đây. Note 20 Ultra 2 SIM. 2 SIM mọi người. RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 128GB, chip là 865 cộng nha. Giá bán là 7.850. Con này 7.850 có cây bút. Ok chưa? 7.850 có cây bút. Đó. Lên 21 Plus hả? Ok, em sẽ lên lại cho mọi người S21 Plus nha. 21 Plus nè. Đây, Samsung Galaxy S21 Plus. Đó, màn hình rất là mượt. Màn hình từ 6W 120Hz luôn mà. Đúng không? RAM 8 128GB bản 2 SIM. Đây. RAM 8 128GB bản 2 SIM. Giá bán con này sẽ là 5.950, có hai con, hai màu. 5.950. Đó, 5.950 S21 Plus 5G. Có 5G nha. S21 Ultra có một con không? Không có nhiều. Không có nhiều lắm. Có hàng Line New luôn. Đây là hàng Line New nè. 21 Ultra hàng Line New á. Đây, 21 Ultra hàng Line New như vậy nè. Phải không? Hàng Line New như vậy nè. Đây. Có hộp 10.950. Có cái con này góp được trước giùm em 200.000 thôi. Là lấy máy và xài 200.000 thôi. Đừng đưa nhiều. Em lên tiếp là con này ghi nhầm giá. Con này để em sửa giá các mọi người. Để em sửa giá lần nữa nha. 15 lớp có nha, 15 lớp, em lên cho 15 lớp nha. Con này 5850 mà ghi 7850 dữ rồi. Đây là Samsung Galaxy S20 Ultra 5.850. Một con máy quá đẹp luôn. RAM 12 128GB. 2 SIM nha mọi người. 2 SIM nha. Màn hình tầng 6W nè. 120Hz luôn. Ok chưa? Tầng 6W màn hình 120Hz. Giá bán con này là 5850. 5850, góp được trước 200.000 thôi. 200.000 giùm em. Ok. Gì nữa không ta? 13, à 14 thường mọi người ơi, quên nữa. Bây giờ quên cái 14 thường nữa. iPhone 14 thường. Có sao kỳ vậy? iPhone 14 thường. Đây. 14 thường 128GB. 14 thường 128GB quốc tế nè. 14 thường. Con này bản có cây SIM nha. Pin 90 nè. Bản có cây SIM mọi người không? Đó. 14 thường bản có cây SIM. Tính ra giá bằng bà nó iPhone 13 thường à. Giá nó gần bằng iPhone 13 thường à. Đó. Giá nó gần bằng iPhone 13 thường rồi. 11.950. 14 thường nha, bản có cây SIM á. Đây, bản có cây SIM nè. Còn con này là màu trắng pin 84. Đó. Con này mật khẩu số mấy vậy ta? Hồi nãy hỏi nhân viên là màu trắng là pin 84 nha. Đó, màu trắng là pin 84. iPhone 14 thường. Góp lại trước giùm em 200.000 thôi. 14 thường á. Tiếp tục là 15 LED. Đây là 15 LED. 15 LED pin 100% sạc 21 lần. Đó, bản nhất A. Hay 1918. Nhất A mọi người. 128GB quốc tế nha. Đây, con này dán keo hết pin một con luôn. 17.850. 17.850, chén kia hết của một con ZA. Con này khách tầm bộ đổi qua 14 con mắt nè. Con này báo nhầm con này còn bảo hành hẻ, nhưng mà con này là hàng 978, không có bảo hành, nên hôm nay khách lên đổi là con 14 con mắt. Máy hàng CBO, máy mới. Thì con này phải bán lại là giảm là xíu, giảm xuống 400.000. 17.850 và hỗ trợ đó thêm 250 nữa. Tính ra con này em giảm đến 400.000 với 250, 650. Em chẳng con này 650 rồi. Đó, vì nhân viên không biết báo là tưởng còn bảo hành hẹn, báo nhầm thôi, hỗ trợ qua lại thôi, hỗ trợ qua lại thôi, góp được trước giùm em con đó 500.000 thôi nha. 12 Pro Max giá bán là 12.200, có hàng nha. Rồi đẹp xíu mọi người, còn vài con máy nó sẽ tư vấn cho mọi người nha. A73 nè, A73 5G máy đẹp 99, 5.350,
Để em xíu nha, em báo xong con này nữa, em báo tư vấn kỹ cho mọi người, kỹ cho mọi người luôn. A735G 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này màn 120Hz nha, con này lúc mới á, là 11 triệu mọi người. Đó, con này lúc mới là 11 triệu á, 5 triệu 350, còn siêu hết. Cái con này là còn siêu việt hết, không? 14 Pro có luôn. Này, A24, A22 chứ. A22 có được mấy con này nếu mà tầm giá 2 triệu mấy, tầm giá 2 triệu mấy, 15 cùng mắc máy mới là 25 triệu 500. A22. 2 SIM chính hãng nha, pin 5000. RAM là 6, bộ nhớ 128GB. Màn hình tần số quét 90Hz chứ, pin 5000, 2 SIM, 2.750 mới đẹp 99. Mấy con này đẹp 99 nha. Đó, đẹp 99%. 15 cùng mắc 512GB. Hàng 1978 đang bán là sạc ít á, là 26.850. 26.850. Rồi, đây sẽ là Samsung Galaxy A24. A24 nè mọi người. Mọi người thấy em quay cái dòng 14 a, cái điện thoại em đang livestream, mọi người thấy em qua 16 gò mắt á, hay quay cao cái cam góc gọng, thấy mọi người thấy được không, hay là quay cam thường. Samsung Galaxy A24, con này là pin 5000. RAM là 6, bộ nhớ 128GB. Màn hình 90Hz nha. Giá bán con này là 3.150.000. Mọi người không? 3.150.000, máy đẹp lắm. Đó, máy rất là đẹp luôn. Đây. Rồi. Nó hay buồn cha ném báo rồi phải không? Này rồi. Rồi luôn. Này rồi luôn. Để coi còn nó hết báo không? Rồi, hết máy báo rồi. À, còn một cây nè. À, còn hai cây luôn. Đây. Máy tính bảng này hô khách. Samsung Galaxy Tab A9, con này là hô khách. Con này là có 4G. Tab A9 có 4G. Đây. Tab A9 nha. Câu cắn SIM được á mọi người. Em nói nhầm, cái cắn SIM được á. RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Đây. Cắn được SIM. Tab A9 2.800.000. 2.800.000 Tab A9. Ok chưa? Đó. 2.800.000 Tab A9 nha. Mọi người không? Tab A9 là 2.800. Còn dưới ông ta 13 con mắt. Rồi. Con này nữa thôi. Đây là Mi 11 Lite. Con này biết có 5G không ta? Mi 11 Lite. Giá bán là 3.500.000. Ngoại hình 798 nha. Mi 11 Lite 3.500.000. Thôi để xong rồi đó mọi người. Giờ em sẽ tư vấn cho mọi người. 12 rồi mắt máy mới cũng có nè. Máy mới chưa? 12 rồi mắt bảo hành 1 năm, 26.850 là 256GB. Đó. Còn 15 rồi mắt máy mới cũng có luôn. Đây. 15 rồi mắt nè mọi người, máy mới nha. Giá bán là 25.550.000. 15 rồi mắt mọi người mua góp đưa trước giùm em 3 triệu thôi. Là lấy máy về xài. 3 triệu thôi. Đó. 3 triệu lấy máy về xài quý vị ơi. Quý vị khán giả ơi. Rồi, em lên tiếp. Note 20 hả? Note 20 5.250. Mà còn có một hai con nữa, em không có like nữa. Gần hết hàng rồi, không có like nữa. 21 inch. Đây. Rồi xong. Bây giờ sẽ like mặt. Tư vấn mọi người. Ok. Bây giờ sẽ làm mặt mọi người. 15 Pro Max. Đẹp xíu nha, đẹp sắp bàn nữa. 14 Pro đi hả? Để sao sao xíu có nét. Rồi. 14 Pro Max đúng không? 14 nước máy này chưa có hàng mọi người. 14 Pro Max nè, 128GB nha. 18.850, pin 8X, 9X, 100 cũng có luôn. Nói chung mà qua hên xui mọi người. Còn con nào mua con đó thôi, em còn có 2-3 con à. Đây con này như là 256GB, pin 100 nè. Cũng là 19.850, trên lệch 1 triệu. Em không cộng tiền pin. Đó, không cộng tiền pin. Và góp đi trước giùm em 1 triệu mọi người. 14 Hường có nha, anh Hoài bảo ơi. Đây 14 Hường nè. 14 Hường bạn có cây SIM mới về được hai em. Hai em hai màu, màu trắng, màu tím mọi người. Giá bán cho người nè, 11 triệu 950.000,
góp đi trước giùm em 200.000 thôi, 200.000 thôi đó. Con 12 gạo mắt góp đưa trước bao nhiêu? Đây là 12 gạo mắt 256 ghi và 12 gạo mắt 512 ghi. Nếu mà 256 ghi sẽ bán cho người 13.500.000, góp đưa trước giùm em 200.000. Còn đây sẽ là phiên bản 512 ghi bi 100%, giá bán là 14.350.000 nha. Góp cũng đưa trước giùm em 500.000. Ok chưa? Mùa đông thường hết hàng chắc khoảng 2 bữa nó mới có. Mùa đông thường khoảng 2 bữa nữa. Mùa đông gạo mắt nếu bán cũ á là đang bán là 23.850.000, còn là máy mới chưa kích hoạt giá bán là 25.550.000, góp đi trước giùm em 3.000.000 thôi. 14 Pro em có nha, 14 Pro 256 ghi đây, đây là cái dòng 14 Pro 256 ghi mà không, 14 Pro 256 ghi em đang bán giá cho người 17.850. 14 Pro 256 ghi đó, mua điện thoại bên anh qua 3 tháng rồi giờ muốn đổi được nha, qua 3 tháng là trừ phí nhanh đây. Một giữa đây giữ em máy 14 bắt máy có máy mà yên tâm. Rồi 12 Pro 128 ghi còn màu đen với màu xanh thôi, 12 Pro 128 ghi là 9.650.000, là 12 Pro 128 ghi góp cũng được chút cho em 200.000 thôi nha, góp được chút cho em 200 thôi đó. Người có hỏi máy gì có bình luận, iPhone 15 Pro bản có cái sim nè, còn đúng một cây màu đen 15 Pro bản có cái sim, giá bán con này sẽ là 19.850 mọi người ơi, 19.850 nha, góp đôi trước giùm em 1.000.000 lấy máy về xài mọi người. 15 lớp đang có một con đây, hàng 1978. 15 lớp. 15 lớp hàng 1978 này đây. 15 lớp hàng 1978, giá bán cho sẽ là 17.850, con này là bản XA. Và sạc đúng 21 lần. Đó, còn dán bé bé khách xài rất là kỹ. Mọi người không? Còn dán bé bé khách xài rất là kỹ. Giá bán là 17.850, góp đưa trước giùm em 500.000 thôi. 13 Hường có hàng. Đây, 13 Hường không? 13 Hường màu trắng 128 ghi nè. Em đang còn một cây là bit 89 10.350. Bên em là báo giá hẳn không rồi chứ không có giá 12.000.000 giảm còn 2 giảm 2.000.000 còn 13.350 không có nha. Bên em báo giá hẳn thôi. Em đó giờ bán là vậy mọi người. Đó. Cái kênh là thở bò của em gần 1.000.000 follow rồi, chuẩn bị ăn mừng nha. Chuẩn bị ăn mừng nha. Rồi. Samsung Galaxy S24 Ultra bản 2 SIM, RAM 12 và 256 GB, em bán giá cho người 19.850.000, góp đi trước giùm em 1.000.000 lấy máy về xài. Ok chưa? S24 Ultra mà. 24 Ultra nha, rất là đẹp luôn á. Và nó là quá đẹp rồi, dòng cao cấp nhất của Samsung rồi. Đúng không mọi người? Cao cấp nhất của Samsung rồi. Nãy giờ không thấy ai hỏi 13 cầu mắt. Thôi thì em lên 13 cầu mắt luôn. 13 Pro Max 128 GB cập nhật giá cho mọi người biết. Anh Quang Minh ơi, chị Kim Ngân ơi, 13 Pro Max em đang bán giá cho người 14.850, góp đưa trước giùm em 500.000. Mọi người có thể lấy máy về xài nha, 500.000 thôi. 12 đi anh. Trời ơi, phải nói là 12 nè Tuấn Hiên ơi. 12 mới về mấy con máy nè, phải nói là đẹp quá trời đẹp luôn. 12 128 GB pin 8x. Đó, pin 8x mọi người. 12128 GB pin 8x đang bán cho mọi người với giá 7.150.000. Đó. Pin 100% cộng giúp em là 200.000. Này. Ờ. Rất là đẹp luôn. Ok chưa? Rất là đẹp luôn mọi người. Đó. 12 Hường đó. 11 Pro không có 128 GB bạn ơi. 14 Pro Max 256 GB thì em có nha. Rồi ta. 14 Pro Max 256 GB 128 GB. 14 Pro Max 128 GB đang bán là 19.850, còn 256 GB đang bán 14 Pro Max 128 GB là 18.850, còn 256 GB là 19.850 nha. Ok cho người. Đó, góp đi trước cho em 1.000.000. 1.000.000 thôi mọi người, lấy máy về xài nha. Em lấy camera xa xíu. Lấy máy gần xíu mà. Xíu nha mọi người ơi, đẹp xíu nha. Để mà để qua đây cái em cho nó ok các ok lan các mọi người, ok lan cái nó mới quay được, tại vì để vậy nó không có thấy hết, không thấy hết máy, không thấy hết máy phải để như vậy đó. Ok rồi đây, để gần gần á mọi người mới nghe cái mic được rõ, nghe cái mic được rõ rồi.
12 cờ mắt 512 ghi đang có một cây màu vàng nè anh ơi. Mọi người ơi, 12 cờ mắt 150. Sao để con này nó không ngay. Đây, được rồi. 12 cờ mắt 512 ghi đang bán cho người 14.350, bi 100%, còn 256 ghi màu vàng luôn. 256 ghi màu vàng 13.550.000, góp được chút giùm em 200.000 ha. 200.000 thôi mọi người. Đó. 128 ghi là 12.200, còn một cái màu xanh nữa nè. 12 cái mắt 128 ghi 12.200, con này là pin 87% nha. Pin 87% rồi. 12 cái mắt 128 ghi. Em chùi cho mọi người xem nè. Đó. 128 ghi không? Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho mọi người là cái gì đây? Mọi người muốn hỏi máy gì? 15 cái mắt 256 ghi máy mới được không anh ơi? Anh yêu ơi, đâu rồi ta? Đây, 12 cái mắt máy mới nè. 256 ghi máy mới chứ quẹt 25.550.000, góp đưa trước giùm em 3 triệu, đừng đưa nhiều, đưa trước giùm em 3 triệu lấy máy về xài, ok chưa? Redmi Note 10 anh lấy con 15 2 sim á, nhắn tin giùm em nha Như Đạo Gia ơi. Em xem lại 14 Pro Max, 14 Pro Max thì đây, 14 Pro Max nếu 128 ghi em sẽ bán giá cho mọi người á là 18.850, còn nếu mà 256 ghi là 19.850. Con này pin 100%, 256 ghi nè 19.850 luôn á mọi người, không có mấy con pin 8x và 9x, 100 pin 2 mới, con sao bao vậy, ok chưa? Rồi tiếp tục đi mọi người, mọi người hỏi máy gì cứ bình luận nhanh nhanh nha. S22 Ultra anh Bình Liêu ơi, S22 Ultra đang bán cho người nè, con này bản Việt Nam, 2 sim miễn phí, giá bán là 12.250.000, RAM 12 26 GB, bản Việt Nam chính hãng nha, góp đưa trước giùm em 200.000 thôi, mấy con này góp đưa trước 200 thôi, đừng đưa nhiều. 15 lớp New Seal Việt Nam em chưa có hàng. Rồi, có iPhone nào 2 sim được lý không đây? 15 lớp 2 sim được lý nè. Con này bản ZA 2 sim được lý á. ZA mà 2 sim được lý 17.850. Đó, anh chị Yến Nguyễn ơi. 11 hường bao nhiêu về shop? 11 hường em có nha TikTok. Đây, 11 hường 64 GB, pin 100%, giá bán là 5.950. Còn nếu mà 128 GB, em sẽ bán cho người là 6.950, góp đưa trước giùm em 200.000. 200.000 thôi, đừng đưa nhiều. Đó, góp được trước giùm em 200 thôi. Hồ sơ góp tại shop hay sao? Dạ đúng rồi anh Danh Thái ơi. Mọi người góp, mọi người phải đến trực tiếp cửa hàng giúp em nha. Em đang góp con 12 rồi, giờ ra góp được nữa được không? Đóng qua 3 tháng thì góp được nha. Sony thì em chưa có hàng. 13 rồi mắt 512 GB không có hàng luôn, có 128 GB thôi. 13 rồi mắt hiện tại đang còn 128 GB và đang bán giá cho mọi người đâu rồi ta? Mới để đó rồi. Đó, 13 rồi mắt 128 GB rồi. Đây, 13 Pro Max 128 GB, 14.850 là 13 Pro Max 128 GB, góp đi trước giùm em 500.000 lấy máy về xài nha. Chốt 14 màu trắng, nhắn tin giùm em nha anh Quỳnh Vinh ơi. 14 màu trắng anh có về 14 màu trắng và 14 màu tím nè, 10.950. đó, bản có cây sim mọi người không, đây là bản có cây sim nè. Đó, ok. 13 hường 256 GB em đang có một cây màu xanh, giá bán là 11.250. 11.250. 14 Pro Max, 13 Pro Max mọi người hỏi rất là nhiều. 14 Pro Max cho anh sống có tâm. À, 13 Pro Max cho anh sống có tâm nè. Giá bán sẽ là 14.850, góp được giúp giùm em 500. Và chị Hoàng Huyên và anh Hu Đe, giá bán 14 Pro Max 128 GB là 18.850, còn 256 GB là 19.850, góp được giúp giùm em 1 triệu lấy máy về xài nha mọi người. 1 triệu thôi. Có 12 mini không? Dạ em không kinh doanh dòng đó nha. iPhone 7 đến 8 triệu hồi máy. iPhone 7 đến 8 triệu thì mua giùm em. iPhone 12 hường 64 GB, 7.150 giúp em nha. Đó, 7.150 thôi. Đây, 12 hường 64 GB, 7.150 và máy rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Máy còn rất là đẹp. Đây, 12 hường. Đó, 7.150 thôi. 12 hường 64 GB. Rồi, tiếp tục. 14 Pro 256 GB đang còn một cây, giá bán là 17.850, góp cũng được chút giùm em 500.000 thôi. Đó, 13 Pro Max xéo, 13 xéo hả? 13 xéo thì đây. Đây, 13 xéo nè, màu trắng nè, 10.350, 13 xéo. 12 Pro Max 2 sim được lý không có hàng nha. Đó, 13 xéo, tài chính 10 triệu có iPhone nào? Đây, con này luôn. 10 triệu thì đừng mua con nào nữa. Thứ nhất là sẽ con này và thứ hai sẽ là con này. Dưới tầm 10 triệu là 12 Pro B100, giá bán sẽ là 9.650, nó dưới 10 triệu. Còn trên 10 triệu xíu sẽ là 10.350,
là 13 hường 128GB 10.350, nếu mua trả góp đưa trước 200.000 đó. Hai dòng này là dưới 10 triệu đó là rất là ok luôn, đúng không? Rồi còn trên 10 triệu thì sẽ là 12 con mắt, trên 10 triệu sẽ là 12 con mắt. 14 con mắt bao nhiêu vậy anh Hoài Bảo? 14 con mắt thật sự là bây giờ rất là hút, rất là nhiều người hỏi. 14 con mắt em đang bán giá trong người là 18.850, còn góp á thì đưa trước giùm em 500.000 thôi. Đây, góp đưa trước giùm em 500.000 thôi. Còn 256GB á sẽ là 19.850 đó, 19.850. Giá clip 5 có hàng nha, đâu có để đâu ta. Giá clip 5 không có để đây à. Đây sẽ là một con Samsung Galaxy giá clip 6 nè, 18.850 là giá clip 6, còn bảo hành 20 tháng chính hãng nữa, 20 tháng chính hãng, tại con này có một càng cộng. Mọi người tìm mà S24 Ultra mà bản 1T thì đây, 24 Ultra bản 1T. Máy con này góp á, đưa trước giùm em 1 triệu lấy máy về xài, uy tín nha, 1 triệu thôi lấy máy về xài. RAM 12, bộ nhớ là 1000GB là 1TB đó. 23 triệu 650 thôi, giá rất là rẻ rồi, thật sự giá rất là rẻ rồi. Từ từ, em mới mua bên anh con 12 con mắt pin 88 giờ xài được mấy tiếng, bây giờ mình thay pin bùng bao nhiêu vậy anh? Hai pin thì 350 thôi, nhưng mà xài pin đó đi, đừng có hai pin 88 là quá ngon rồi. 15 rồ có một cây màu đen thôi, đây 15 rồ màu đen 19.850, con này là có bản có cây sim và góp lên trước giùm em 500.000, ok chưa? 500.000 thôi. Mọi người nãy giờ không có ai hỏi 11 rồ, ta buồn quá, lên trong người xem con 11 rồ con này là pin 100 nha, 6.850 á, 11 rồ á, pin 100% á, 6.850 đó, 11 rồ. Gì nữa ta? Đây S21 Plus nè, 21 Plus còn mấy con nè. Anh Hoài đâu vậy anh? Em ở quận 8 nha mọi người. Đây là Samsung Galaxy S21 Plus, cái con này bên em đang bán rất là chạy. RAM 8 128GB, màn 120Hz, pin là 4800, 5.950. Nếu mà tầm giá 5 triệu 6 triệu đổ xuống á, mua con này giúp em, thật sự mua con này giúp em nha. Đó, màn hình là 6.7 inch, có dung tai trong màn AMOLED luôn, 120Hz, chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Đó, chip xử lý Snapdragon á là 888 à, à, rất là đẹp nha, chip xử lý Snapdragon 888, 5.950, gớt được trước 200.000 thôi, 5.950 mọi người. Mọi người xem ngoại hình đây, cho mọi người xem ngoại hình đó, ok chưa, ok chưa, đây bên hông nè, ok chưa, rồi bên dưới nè đó, có 5.950 mà 2 sim nữa, có 5G nữa, gớt được trước cho em 200.000 thôi, 200.000 thôi nha. Nay có Oppo Find 5 Pro không? Oppo Find 5 Pro hả? Trời ơi, Oppo Find 5 Pro không? Anh hỏi đúng rồi đó, anh hỏi đúng rồi đó. Này, Oppo Find 5 Pro, anh Nguyễn Phương, em sẽ bán giá cho anh 7.450.000 là Oppo Find 5 Pro, công nghệ màn hình LTPO, màn hình 120Hz, màn hình cong, zoom là kính hiển vi, cái này zoom kính hiển vi mà. Chip xử lý Snapdragon 8.1, con này 8.1 mà giá rẻ quá mọi người. Như mấy con S2 Ultra đây là phải hàng line new, S2 Ultra hàng line new bây giờ 8.1 đó, S2 Ultra hàng line new có hộp như vậy nè, hộp như vậy nè đó, là 10.950 mà chip 8.1 mà có 128GB, còn này con này là 256GB 8GB chip 8.1, 7.450. Đây, quá đẹp luôn, bên dưới nè đó, bên dưới nè, bên hông nè, ok chưa? Này cái lưng nè, 7.450, góp lên trước 200.000 lấy máy về xài. Giờ cọc sáng lấy được không Huy? Thôi ngày mai qua lấy lúc anh đây, mai qua lấy giùm em luôn nha. Thì này cọc không cần cọc à. Anh TikTok Panda ơi, Z Fold 4 nếu mà mua á, chỗ nào mà có bảo hành màn á thì nên mua, còn không có bảo hành màn thôi đừng mua. Tại Z Fold 4 anh em không kinh doanh, em nói thiệt, em kinh doanh cái dòng đó nhiều quá rồi và biết nó hay lỗi lắm, bán là tiền đa số là bị khách chửi và mất uy tín rất là nhiều, hàng không bán luôn để cho mình không mất uy tín, thật sự là vậy. Còn nếu mà mua ngoài á, em nói cho anh nghe luôn, chỗ nào mà có bảo hành màn thì mua, còn không bảo hành màn thôi để tiền đó mua cái dòng khác mà xài, đừng có xài cái hình ngập mà đợi thấp,
đừng có ham xài mấy thằng nhập đề thấp đó, lỗi rất là nhiều thật sự. 15 lút giá sao? 15 lút con này bản dịch bản nhất A nè, sạc 21 lần 128 GB, máy còn dán bê bét của khách, giá bán là 17-18-50. 12 hồ pin cao nhất là bao nhiêu? 12 hồ, 12 hồ bây giờ nếu pin 8 lít á là 7.150.000 đây, pin 8 lít nè đó. Có con pin 92 màu đỏ nè là 7.150.000, còn pin 100 á thì cộng giúp em là 200.000 thôi, là 7.350.000 là 12 hồ đó, được cái máy đẹp đó, được cái mấy anh chủ hàng Hương đưa mấy cái máy quá chất không, đưa mấy cái máy quá chất, ok chưa, bên trên nè đó, bên hông nè, đây mấy con này góp được trước 200.000 cho em, đừng có đưa nhiều, mấy em cho mấy bạn số bên công ty tài chính cho người ta nhiều số, người ta còn phải cơm áo cầu tiền. Góp có cần đợi ngân hàng gì không? Dị nhanh lắm, nếu mà vắn khoảng 15 phút 20 phút là xong, nhanh lắm mọi người, thật sự nhanh lắm. Bây giờ góp dễ lắm, em còn phải đi mua góp là mới góp cái gì cái máy giặt xong, giờ đến đi mua khác nè. Chốt 12 màu tím, ok, nhắn tin giùm em nha. 14 màu trắng đi anh, 14 màu trắng với màu hồng nè, à lộn, 14 màu trắng với màu tím nè, 14 màu trắng với màu tím nè, 14 màu trắng màu tím, bạn có cái sim đó, bạn có cái sim, giá bán 11.950, tính ra gần bằng iPhone 13 đúng không, gần bằng iPhone 13 đó, và camera to hơn xíu nha. Gớt con này đưa trước giùm em 200.000 à, có 200.000 à đó. Link bio nha anh ơi, nhắn vô link bio. Ở trên tường em cũng có mà. Anh có bán xe không? Dạ có bán xe nha. 14 lút hiện tại hả? 14 lút hiện tại nếu mà em có máy tầm khoảng 13-16 mà hết hàng à. Hết hàng à. 12 Pro Max giá bao nhiêu? 12 Pro Max em sẽ báo cho mọi người là 3 phiên bản. Hiện tại đang có 12 Pro Max. Đây. 12 Pro Max 128 GB, 12.200.000. Pin 87. Góp được trước 200.000. Đó, tiếp tục là 12 Pro Max 256 GB màu vàng, pin 100, giá bán sẽ là 13.550.000, pin 100. Và cuối cùng sẽ là 12 Pro Max 512 GB, pin 100, 14.350.000, góp được trước giùm em 200.000. Còn một cái phiên bản nữa, đây là cái phiên bản mà máy mới, 12 Pro Max máy mới chưa kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng, giá bán cho mọi người là 16.850.000 với phiên bản là 256 GB, ok chưa. Anh Bình Liêu ơi, S2 Ultra phải không anh? Đây là S2 Ultra hàng Line New nè, đây là cái hàng Line New đó, anh giới thiệu có dòng Ultra đi anh, thì đây có dòng Ultra luôn nè, 22 Ultra là cái dòng này bên em đang bán chạy nhất luôn, thật sự là như vậy. Giá bán cho người 10.950.000, hàng Line New đẹp can như mới. Mọi người xem chiếc máy nha. Đó, mọi người xem một cái chiếc máy nè. Đây. Đó, siêu viền trên nè. Không? Siêu viền trên nè. Đó, rồi siêu viền dưới nè. Đây. Đó, siêu viền dưới nè. Ok chưa? Siêu viền dưới nè. Siêu viền lưng nè. Con này màn hình là khỏi phải bàn nè. 10.950.000, máy là có hộp. Máy là có hộp. Camera zoom 100x. Anh đeo đồng hồ Rolex hả? Đây là đồng hồ Rolex Park Air. Đó, 10.950.000 nha. 10.950.000 có màu đen, màu đỏ, màu xanh. Màu đen, màu đỏ, màu xanh. Ok chưa? Rồi, 13.256 GB còn một cây màu xanh 11.200.000. 14 lút tầm khoảng 13.600.000. 15 Pro Max góp được trước giùm em 3 triệu đúng không anh ơi? 15 Pro Max máy mới 100% chưa kích hoạt, góp được trước giùm em 3 triệu. Máy cũ bản Việt Nam 23.850.000, còn là máy mới 25.550.000, góp đi trước cho em 3 triệu thôi. 14 con mắt chưa có màu trắng, hiện tại 14 con mắt còn màu đen với màu tím. Mấy cái màu kia đi mua không có hàng luôn, chán thiệt chứ mọi người, thật sự luôn. 14 con mắt bên em đang bán giá nè 18.850.000, pin 8x và pin 100%. Còn 256 GB cũng vậy luôn, 19.850.000, góp đi trước cho em 1 triệu. Có anh sẽ có xa táp không ạ? Táp thì có một cây hưu khách nè, đây là táp A9. Tính ra nãy giờ thấy ít người hỏi táp A9 nè, gam 4, bộ nhớ 64 GB, 2.750.000. 2.750.000
Anh có ngoại tình hay quốc tịch? Anh có giao ngoại tỉnh, à giờ có ship nha. Bên đây có ship toàn quốc. 12 hường, 12 hường, 12 hường. Ok, ok nhanh Hà hiểu rồi. 12 hường thì đây, anh cứ để đó, em sẽ giới thiệu cho anh. 12 hường 64GB, pin 8X, 7.150.000. Mọi người xem nè, ngoại hình của nó nè. Đó, cái ngoại hình của nó nè. Xem là nhất cái nắp liền, 12 hường 64GB. Đó, 7.150.000. Đây, mọi người xem thử nha. Đây, 7.150.000. Ok chưa? Quá đẹp luôn. Góp lên trước giùm em 200 thôi. Còn màu tím không? Vẫn còn nha, 12 còn màu tím nha. Đây màu tím đây, 12 hường nè, màu tím đây. 7.150.000 thôi. Đó, góp lên trước giùm em 200.000 lấy máy về xài, cầm theo căn cước công dân giúp em nha. Giá 15 còn mắc là 26.850.000 nha, máy cũ. 12 Pro zin hết anh ơi, 12 Pro đây. Còn màu đen với màu xanh nè. Bi 100 9.650.000, 9.650.000 nha. Đó, 9.650.000. Góp phải đến cửa hàng hả? Dạ đúng rồi, góp là phải đến trực tiếp cửa hàng nha. Cửa hàng ở đâu? Em ở quận 8. S24 trang màu gì? Cái màu đen titan anh ơi. 24 trang màu đen titan nha. Anh Đình Khắc Hoàng. Đây là Samsung Galaxy S24 Ultra bản 1TB. Đó, 1TB. Ok chưa? Này, không biết còn pin không? Ô, còn pin. Bản 2 SIM 1TB. Con này là khỏi phải bàn. Và mọi người xem thử cái chất máy nè. Đó, mời mọi người xem thử chất máy nè. 24 inch 1TB. Không? Nát chưa? Quá trời nát luôn. Nhận chân sạc là cũng đủ biết rồi. Samsung Galaxy S24 inch bản 1000GB, RAM 12GB, 2 SIM. Giá bán là 23.650.000. Góp được trước giùm em 1 triệu. 1 triệu thôi. 15 của mắt màu gì, bao nhiêu ghi? Đây là 15 của mắt 256GB. Màu xanh với màu đen máy mới. Em bán là 25.550.000. Bảo hành 12 tháng cho mọi người. 90 ngày đầu tiên, nếu có lỗi, đổi cho người máy mới luôn. Đó, chơi gì cho nó nát mọi người. Rồi, còn 9 tháng còn lại là sửa chữa. Là tổng cộng 12 tháng. 12 hường có 128GB, vậy chưa có nha anh Tân Nguyễn ơi. Hiện tại 12 hường chỉ có 64GB thôi. 12 hường hiện tại chỉ có 64GB thôi. Đây, 64GB, giá bán trong người 7.150.000. Nãy giờ không ai hỏi phone 5 hết. Đây, Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB. Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB, giá bán cho mọi người 2 SIM, máy đẹp 18.350.000. Z Fold 5 512GB. Ok chưa? 512GB Z Fold 5. Đó, 18.350.000. Quá đã mọi người. 18.350.000, góp được trước giùm em 1 triệu. 1 triệu nó máy giờ xài. Z Fold 2 hiện tại đang còn một em. Bản 2 SIM. Z Fold 2 7.850.000. Con này là 7.850.000. Uống miếng nước không mọi người. Note 20 hiện tại bên em đang bán giá là 5.250.000. Còn đó sẽ là Note 20 Ultra. Samsung Galaxy Note 20 Ultra là màn hình cong. Camera zoom sẽ là 50x. Mọi người không? Cái dòng Note cuối cùng của Samsung á. Thì cái máy này đang bán cho người là 7.850.000. Góp được trước giùm em 200.000. Có Redmi GT6 không? Dạ không có hàng. Ok anh, có gì qua anh đi nha. Qua 12 giờ bên em mới bảo hành được nha. Anh lên cửa hàng lúc nào cũng đông quá, không mua được. Ủa, em thấy hôm nay cũng vắng mà nó có đông đâu. Giá 15 Pro Max 512GB, em đang bán là 26.850.000 nha anh ơi. 26.850.000. 11 Pro Max chắc khoảng vài bữa nữa bên em mới có hàng, 256GB. Hiện tại 11 Pro Max chỉ còn 64GB thôi. Giá bán cho người là 8.550.000. Ok chưa, 8.550.000. Reno 8 và Reno 10 hả? Cho xem kỹ lời con màu trắng đi. Đây, anh Khánh Phô, Khánh Phô Duy. Anh ta đặt tên kỳ quá. Đây, đây là hai con iPhone 14. Em sẽ quay kỹ cho người xem. Mở ha. Mặt đầu trên nè, mặt bên hông nè. Con này bản có cái SIM nha. Bản có cái SIM mà mặt bên đây. Biết mọi người thấy không nổi không ta? Đó. Cái máy quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp luôn. Ok chưa? 11.950.000. Con màu tím là pin 90, con màu trắng là pin 84. Đó, có làm sao bảo vậy, máy gì hết.
góp đi trước 200.000, muốn hai pin cộng 350 thôi, hai pin cộng giúp em 350 thôi. Giấy phone 2 là 7850 em ơi, giấy phone 2 là 7850 đây, giấy phone 2 7850. Reno em có nhiều lắm, Reno có nhiều lắm. Giấy phone 5 con này bảo hành tháng 11 nè, 19650 nè, giấy phone 5 á, máy còn hợp, máy Việt Nam nha, Việt Nam chính hãng. Reno 12F nè, máy còn hợp, còn bảo hành hãng luôn. Reno 12F còn bảo hành hãng nè, ok chưa? Đây là Oppo Reno 12F á, còn bảo hành hãng á. Giá bán là 6.950, máy là kèm hộp ốp lưng luôn. Hộp sạc ốp lưng đầy đủ nè. Năm mấy tuổi góp được, dạ trên 18 tuổi là góp được nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần trên 18 tuổi qua sinh nhật là bên em hỗ trợ góp rồi. Đó. Anh lên giấc phone 3 đi, không có giấc phone 3, có giấc phone 5, giấc phone 32 thôi. Xin giá 14 Pro và 15 Pro. Đây là 14 Pro 256GB, 17850, 14 Pro 256GB. Còn đây sẽ là 15 Pro 128GB là 19850. Đó. 13 mini em chỉ có hàng, 15 còn mắc trả trước 3 triệu thôi. 15 còn mắc góp được trước giùm em trả trước 3 triệu thôi. Máy mới nha. 15 Pro Max 256GB máy mới chỉ khoảng 25.850. Đó, máy mới chỉ kích hoạt nha, bảo hành 1 năm cho người luôn. Em bảo hành cho người là 1 năm nên mọi người yên tâm nha. Đó, bảo hành 1 năm. Ok chưa? Bảo hành 1 năm, 15 Pro Max. Rồi. Earbud còn khoảng 7.1 triệu là 256GB. Em ở quận 8 mọi người, anh điện máy Thuận Nguyễn á. Em ở quận 8 nha, 11 Pro 64GB là 8.5 triệu, pin 100% anh Nguyễn Thành. 12 Pro Max thì đây. 12 Pro Max 128GB 12.250. Pin 87 nè. Còn màu vàng á là 256GB, pin 100, 13.550. Đó, còn màu vàng này nữa là cuối cùng là 512GB, pin 100, 14.350. Đó. Góp được trước 200.000 giùm em. 200.000 không rồi. Góp được trước giùm em 200 thôi. Rồi, em còn nói chuyện với mọi người được khoảng 15 phút nữa. Em chốt Oppo, nhắn tin giùm em nha, anh chốt Oppo Reno 12F, nhắn tin giùm em. Đây là Reno 11 5G. Oppo Reno 11. Con này bản chính hãng Việt Nam nên sẽ có đầy đủ thông tin tiếng Việt ở đây hết rồi. Nên mọi người cứ yên tâm nha. Đây. Này trời ơi, một lần cái feedback lên đây mới được. Đề nghị em ta, trời ơi, đây đâu mà mở cửa hàng to, ngày bán được có mấy cây, mấy cây. À, em mua máy bên Huy hồi trước dịch dùng tới giờ máy vẫn mực như xinh siêu. Cảm ơn anh Bao La Anh Chi ơi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Ê, sao cái này cứng ngắt vậy ta? Rồi, Oppo Reno 11 5G. Đây, cái này bản Việt Nam chính hãng nha, Reno 11 5G. Máy là kèm sạc nè. Đây, chính hãng Việt Nam hết rồi. Máy là kèm sạc. Ồ, 6.4 triệu. Máy là có hộp. Góp cũng đưa trước giùm em 200 thôi. Đưa trước giùm em 200 thôi. Có 24 quân trang một tơi được không anh ơi? 22 quân trang không có một tơi. Anh chị em nào mà cần Reno 10 Go Loot thì đây. À 10 Redmi Oppo Reno 10 Go 5G. Nè, Reno 10 Go 5G nè. Máy là kèm hàng, à, chính hãng Việt Nam hết nha. 6.550 đẹp ken. Cái này 6.550 đẹp ken. À, đẹp ken thì kiện còn luôn. Phụ kiện còn luôn. Gớp lên trước cho em 200 nha. Ốp lưng luôn nha, ốp lưng vô xài luôn á. Đó, chính hãng Việt Nam đấy rồi. 14 con mắt 128GB em có, để một xíu để em cất cái máy này vô, cái em sẽ báo cho mọi người biết. Bình luận hoài không thấy nhắc tới anh chị Hàng Lê, chị hỏi máy gì vậy? Rồi nãy giờ mà không thấy, đang lo mở mấy cái hộp này ra cho mọi người xem máy đó. Cho mọi người xem máy em cũng hơi lơ lại với chị một xíu. Đó, hơi lơ lại chị một xíu thôi. Chị cứ bình luận lại sẽ đọc nha. Rồi, có hô cụ đã mới không? Dạ có nha, Tổng Trinh ơi. Bữa nay có hỗ trợ Huawei đó mới. Linh Nguyễn 15 Pro Max mà máy 512GB á, em đang bán cho mọi người với giá là 26.850 nha. 26.850. Vô Limbo là có nha, vô tường avatar của em á. Đó.
Lô tuần avatar của em tư vấn nha. Do avatar của em tư vấn nha. Hello anh Tấn Khiêm, 12 Pro có hàng đây. 12 Pro còn màu đen với màu xanh, bi 100, 9.850, góp được trước 200.000. Yêu cầu trên 18 tuổi, có căn cước công dân không là 6 là được. Đang tìm con nó chưa có hàng. Nó một lúc em không có hàng rồi, có một lúc bây giờ không có nhập nữa. Mấy con đó pin thấp quá mọi người ơi, giờ mấy con đó nhập mệt lắm. Bảo hành đuối. Mấy con đó bây giờ bảo hành đuối lắm mọi người, thật sự. 14 con mắt hay có nha. 14 con mắt 128GB, 18.850. Góp được trước giùm em 1 triệu, ngày mai sẽ kiếm một người. Ngày mai em sẽ kiếm một người mua trả góp và quay cho mọi người xem với anh Trinh. Không muốn dựng kịch bản. Đó là người mua hiện. Ok, để ngày mai sẽ gán kiếm ai mua góp vào trong xin clip quay đặt góp được trước 1 triệu ha. Đó, không là xấu là hồ sơ việc mọi người, thật sự là vậy. Mọi người xem cái clip của anh Trinh mà là 80% đâu có. Máy cũng bình thường đẹp lắm đâu, không phải là 80%. Đấy. Trời ơi. Tại vì em là cửa hàng nhỏ mọi người, chứ không phải là hệ thống gì hết á. Em nhập rẻ bán rẻ hả? Đó, ví dụ bỏ mười mấy triệu ra là khoảng gần 1 triệu là bán luôn. Mình không phải lấy vốn nó quay về mình mua máy khác, chứ đâu phải là vốn mấy trăm tỷ mấy ngàn tỷ như hệ thống đâu. Đâu phải là vốn như hệ thống đâu mà bán là nhiều. Tại vì người ta thứ nhất là mặt bằng bự nè, nhân viên nhiều nè. Còn em có mấy người leo que à, nhập có mấy cái máy à, nhập nhiều bán xong hết rồi đi nhập cái khác. Đó là vậy. Và em nhập đủ dòng hết á, Samsung có nè, Redmi có nè, Xiaomi có nè, tùm lum hết, Oppo, LG cũng có luôn, LG cũng có, Onward cũng có luôn. Đó. Tôi muốn bắt góp được trước 1 triệu thôi nha. Cho em hỏi trả góp S24 Ultra 23 triệu lãi suất bao nhiêu vậy em? Anh Mỹ Đặng ơi, cái đó thì anh phải qua thì công ty tài chính mới hỗ trợ mình được. Và mình có nhiều công ty tài chính lắm. Em mua bên anh hết bảo hành lỗ 30% giá trị mua máy hay là bên em sẽ hỗ bên em á, nếu mà qua 3 tháng sẽ là trừ phí 25% giá trị hiện tại bên em đang bán ra. 25 thôi chứ phải 30 nha. 13 Pro là 12 triệu. Em nói nhầm, 13 Pro là 12.500.000. 13 Pro 512 GB không có hàng nha. 12 Pro mắc máy mới 100% giá bao nhiêu có hàng nha. Hai chị ơi. 12 còn mắc máy mới 100% chưa kích hoạt. Máy này kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hãng. Đó. Và em sẽ hỗ trợ mọi người trong vòng 3 tháng lỗi đổi mọi người máy mới là khui siêu lần 2. Ok chưa? 16.850 là phiên bản 256 GB. Góp được trước cho em 500.000 thôi. Đây là 256 GB nha. Giới thiệu dòng Samsung nữ 512 GB tiền khoảng 15 đến 18 triệu. Samsung nữ hả? Samsung nữ bây giờ chỉ có S22 Ultra màu hồng, S23 Ultra màu hồng thôi. Mà cái màu hồng là cái màu em không có đi nhập. Tại sao nó bán chậm lắm? Cái dòng nó bán chậm lắm mọi người, nên em không có nhập cái dòng màu hồng. Em nhập cái màu hồng là em sợ lắm, thật sự. Bán rẻ hơn em cũng không mua nó, tại vì kén khách. S23 Ultra màu hồng là kén khách lắm. 14 con mắt pin 8x 87, 88, 89, 90 em bán đồng giá 18.850, còn pin 100% thì pin 2 mới cũng bán giá là 18.850 luôn. Ok chưa? Đó, 14 con mắt giá vậy cho nó nát, còn 26GB cộng với em 1 triệu, góp được trước cho em 1 triệu, góp được trước cho em 1 triệu. Rồi, 21 Ultra đúng không anh ơi? 21 Ultra đây. 21 Ultra bây giờ bữa giờ bán rất là hàng. Mọi không? Đây là Samsung Galaxy S21 Ultra, RAM 12, bộ nhớ 128GB, chip xử lý Snapdragon 888, màn hình tần số quét 120Hz, màn hình trong tràn viền rất là đẹp. Camera sẽ là zoom 100x, độ phân giải màn hình camera, độ phân giải camera sẽ là 128MP nha. 7.850, góp đi trước 200.000 giùm em. Em mua con màu hồng bữa bên anh mua lần trước 18 triệu bị mất rồi. Trời sao buồn vậy? Sao buồn vậy? Màu hồng em nhập ít nhập hàng lắm. 23 Ultra màu hồng em ít nhập hàng lắm. 12 Pro Max có luôn anh ơi, đây là 12 Pro Max. Anh đang tìm 12 Pro Max thì đang có 4 phiên bản lận. Thứ nhất màu xanh là 128GB, 12.200, pin 87, pin zin. Còn đây là 12 Pro Max 256GB, giá bán cho người là 13.550, là pin 100%. Đó, còn cuối cùng sẽ là 512GB,
giá bán cho mọi người á là 14.350, bi 100%, góp được trước cho em 200.000 cho em. Như anh mua 14 cái mắt đưa trước 10 triệu, còn lại góp bao nhiêu tháng vậy em? Cái đó là cái này anh phải bắt buộc phải qua cửa hàng bên em mới làm hồ sơ được, và mấy bạn ngân hàng sẽ hỗ trợ anh, vì anh không biết là anh chọn bao nhiêu tháng. Ví dụ 6 tháng đi, nó sẽ ra bao nhiêu? 9 tháng nó ra bao nhiêu? 12 tháng ra bao nhiêu? 18 tháng ra bao nhiêu? 24 tháng ra bao nhiêu? Và mỗi ngân hàng nó mỗi khác nhau. Tại vì bên em đến 5 ngân hàng lận. Đó, nên cũng mọi người cũng hơi khó một xíu. 13 hồ 128 ghi thì đây. 13 hồ 128 ghi 10.350, con này pin 89 nha. 128 ghi. Dạ bên em chỉ hỗ trợ góp với con tay đôi rồi. 14, 15 con mắt Huy, bản chính hãng Việt Nam, chưa có hàng rồi, chưa có hàng bản Việt Nam rồi. Anh Huy giờ còn đồ vỏ không? Dạ hết hàng, hết đồ vỏ rồi nha anh ơi. Em hết nhận đồ vỏ rồi nha. 15 con mắt giá sao anh ơi? Tuyết Xuân ơi. Đây, tên rất là đẹp. Xin chào Tuyết Xuân, 15 con mắt nếu máy mới đang bán là 25.500. Đó, 25.500, 50.000. Góp đưa trước giùm em 3 triệu, lấy máy về xài nha. 11 con mắt thì 8.300, không có cho đợi trên tay không? 11 Pro Max không có để này à. 11 Pro Max 8.550 là pin 100%, là pin thay mới nha. Đó, pin 100%, pin thay mới. 13 hồ màu hồng màu trắng hả? 13 hồ còn màu trắng rồi, hết màu hồng rồi. 13 hồ còn màu trắng thôi. Màu trắng là 10.350 á, 13 hồ màu trắng á. 10.350. Anh thấy ngân hàng nào lãi suất hấp? Nói chung thì hấp thì cái đó cũng phải HD Mega, không phải là cái đó đang hấp. Mà HD thì khó gì. 14 của bác bản Việt Nam em chưa có hàng. Cảm ơn anh Táo Store đã follow em nha. Cùng anh em cùng ngành. Mà em bán điện thoại cùi thôi. Bán mấy hàng tào lao thôi. S21 đút nè. 5950, nếu mà tầm giá 6 triệu đổ xuống mà mua iPhone á thì đừng có mua. Tầm 6 triệu đổ xuống chỉ được iPhone, nếu mà thật sự á là mình đã xài qua iPhone rồi mình hãy mua. Nếu mà là không mua mà mình hãy mua, vì sao? Vì nếu mà 6 triệu đổ xuống thì S21 đút nó ngon hơn. Được 128GB, được màn hình 120Hz. Bây giờ nếu mà 6 triệu đi, mọi người sẽ mua được con máy gì iPhone? Thì chỉ mua được iPhone XS Max thôi nha. XS Max thôi người. Mà 64GB ha. Nhiều lúc còn không đủ nữa. Thì xong bây giờ đến khoảng 6.200.000 rồi. Con này thì 5950. Camera đẹp, màn hình đẹp, có nhân tay trong màn, cực số quét 120Hz, pin châu. Rất là ok hết. Nói chung là hệ điều hành nó khác với iPhone thôi. Mỗi cái hệ điều hành nó khác một cái hay riêng. Nhưng mà nếu mà tầm 6 triệu thì mọi người nên cân nhắc. Đó. Nên cân nhắc. 10B100 hoặc 98 anh, 12 Pro Max hả? Không, 12 Pro Max pin 87 à. 12 Pro Max 128 thì pin 87 nè. Giá bán là 12.200 á, pin 100% thì cộng 350 thôi. 256 thì còn 1 triệu. 256 thì còn 1 triệu. 15 lướt máy mới hả? 15 lướt máy mới em hết hàng rồi, còn lại lướt thôi. 15 lướt máy lướt thì đang bản nhất A, 2 sim nguyên lý, sạc 21 lần, 17.850. Bản Mỹ sạc 3 lần. Sạc mới 3 lần. Mọi người xài một ngày mọi người xài một lần á sẽ là xài được 3 ngày đã gọi là hàng lướt á. 17.850 luôn. Là bản Mỹ. 13 bên em chỉ có hàng S24 Ultra thì đây. Samsung Galaxy S24 Ultra màu titan nè. Đó, màu cam nè. Giá bán cho mọi người S24 Ultra 19.950. 19.950 nha. Góp được trước giùm em 1 triệu. 1 triệu thôi nha. Dạ bên em chỉ hỗ trợ nợ xấu nhanh tống ca ơi. 14 Pro 256 GB. 14 Pro 256 GB 18.850. 256 17.850, em nói nhầm, 17.850. Hai anh cha máy đẹp bản Việt Nam không hả? Đang có một cây màu đỏ này. Đây, một cây màu đỏ nè, bản Việt Nam nha. RAM 12, 256GB, bản Việt Nam, màu đỏ. Đây, màu đỏ. Việt Nam được 2 sim nguyên lý. Giá bán là 12.250, góp được trước giùm em 200.000 luôn. Đó. Chốt S24 anh cha nhắn tin giùm em nha, Lê Thị ơi, anh Lê Thị ơi. Chị hay là anh gì đó. Có 12 Pro Max không anh? Dạ có nha anh Ngọc Minh. 12 Pro Max 128 GB thì đây. 12.200.000 là 12 Pro Max 128 GB. Còn đây sẽ là 256 GB. 13.550.000 là pin 100%. Đó. 12 Pro Max.
Như anh mua có cầm qua giao được không? Dạ có cầm qua giao được nha. 12 Pro còn màu xanh với màu đỏ, màu xanh với màu đen. Đây. Giá bán sẽ là 19.650. S20 trang bán hàng Việt Nam vậy khác gì nhau không? Bình thường nó không khác gì nhau hết nha. Không khác gì nhau hết nha. 15 màu hồng chưa có hàng, 15 mấy bữa nó mới có. 21 Ultra đi anh, đây. Vũ Tùng. 21 Ultra, cái máy mà tầm khoảng chưa đến 8 triệu. Có thiết kế màn hình 2K cộng, màn hình cong 6,8 inch, chèn viền rất là đẹp. Camera 108 megapixel và zoom lên đến là 100x. Được không? Ok chưa? Này. 3x. Hay mộng luôn á. Hay mộng luôn á. Đó. Hay mộng luôn á. Ok, 12 GB đây em, 12 GB đây chị Hana Phạm ơi. 12 GB 256 GB pin 100, 13.550.000 pin 100. Đó, góp đi trước giùm em 200.000. Nhắn tin giùm em luôn. Họ nói chứ nãy giờ em like cũng nhiều lắm rồi. Thì bên em bán á, là bảo hành cho người là 3 tháng 1-1 nha. Lỗi là em đổi luôn chứ không sửa máy. Và ship code cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán. Đó, ship code thì cho mọi người kiểm tra hàng trước cái thanh toán. Rồi bạn trả tiền đúng cái máy mình đặt thì bạn trả tiền nha. Có trả góp, góp đi trước cho em 200.000 thôi. Và quan trọng có hưu cũ đổi mới. Tất cả các dòng máy Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, máy đớm, máy sọc, máy bể, hưu hết. Ok chưa? Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi live stream của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. 8386 máy đỉnh nha mọi người. Bye bye. Mỏi miệng quá mọi người.